Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, ở trong bảng G trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á được xem là giải vô địch Đông Nam Á mở rộng. Nói như thế bởi vì bảng đấu này quy tụ 4 đội bóng đá của Đông Nam Á cộng thêm với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến từ Tây Á nên thật sự là rất khó chịu xen lẫn bất ngờ. Theo như giới chuyên môn nhận định, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE được đánh giá là đội mạnh nhất bảng G nếu so với bốn đối thủ còn lại của khu vực Đông Nam Á, nơi vốn được xem là vùng trũng của bóng đá châu lục. 10 trận gần nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trong năm 2019 thì họ thắng đến 6 trận, hòa 3 trận và chỉ để thua duy nhất một trận. Trong đó thì họ đã chiến thắng Australia, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và hòa chính Thái Lan 1-1 ở Asian Cup. Lịch sử đối đầu của hai đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay là Thái Lan và Việt Nam đều không thể sánh với đối thủ đến từ Tây Á. Trong 6 lần chạm trán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thì Thái Lan đã thua 2, hòa 4 và thắng duy nhất một lần. Đặc biệt là ở vòng loại World Cup 2018, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã thắng Thái Lan 3-1 trên sân nhà và hòa 1-1 ở trên sân khách. Còn đội tuyển Việt Nam thì trong 5 lần đối đầu với UAE đã thua đến 4 và trận thắng duy nhất của chúng ta trước đối thủ này là ở tại Asian Cup 2007 với tỷ số 2-0. Riêng ở vòng loại World Cup 2010 cũng diễn ra trong năm 2007 thì đội tuyển Việt Nam thua 0-1 tại Mỹ Đình và thua đậm 0-5 ở trên sân nhà của UAE. Nhắc lại những con số thống kê ấy để thấy rằng là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rất mạnh dù họ chưa ra quân trận nào, nhưng khả năng là đội bóng Tây Á đứng đầu bảng G là rất lớn. Nếu như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE giành được ngôi nhất bảng thì đương nhiên cơ hội còn lại cho 4 đội tuyển của Đông Nam Á sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều. Bởi như theo điều lệ thì chỉ có 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất thì mới được tiếp tục vào vòng trong. Trong 4 đội tuyển của Đông Nam Á ở bảng G, Indonesia được đánh giá là đối thủ yếu nhất. Thực tế thì đã chứng minh qua trận mở màn họ tiếp Malaysia ở trên sân nhà tối ngày 5 tháng 9. Dẫn trước đối thủ từ phút thứ 12 và khiến cho Malaysia luôn rơi vào thế rượt đuổi. Thế nhưng Indonesia lại bất ngờ trắng tay ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, thua 2-3, qua đó thì đang nằm chót bảng. Ngược lại, chiến thắng 3-2 của Malaysia ở trên sân vận động Bung Karno trước sức ép của hàng vạn khán giả xứ vạn đảo đã cho thấy nhà Á quân AFF Suzuki Cup 2018 cũng không phải dạng vừa. Thậm chí là cuộc lội ngược dòng của Malaysia ở những phút cuối trên sân Indonesia đã giúp họ tạm vươn lên vị trí nhất bảng, đồng thời khiến cho các đối thủ Thái Lan và Việt Nam phải dè chừng. Ở trận đấu sớm nhất ở bảng G, Thái Lan và Việt Nam đã cầm chân nhau với tỷ số hòa không bàn thắng. Một điểm giành được trên sân vận động Thammasat được xem là thành công và khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng, nhưng đội chủ nhà Thái Lan thì hoàn toàn không. Nói thế vì mục tiêu của đội bóng xứ sở Chùa Vàng là phải giành được 3 điểm ở trên sân nhà, nhưng kết quả 0-0 vừa qua sẽ khiến cho họ gặp rất nhiều bất lợi khi tái đấu với Việt Nam ở trên sân Mỹ Đình. Mới qua trận đấu mở màn, nhưng bảng G đã cho thấy sẽ là rất khốc liệt và khó lường ở chặng đua phía trước khi các đối thủ, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, đều quá hiểu nhau và trình độ cũng không mấy chênh lệch. Một bảng đấu theo kiểu hổ náu thân, rồng ẩn mặt càng khiến cho người hâm mộ khu vực háo hức, dù thực tế thì việc góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 vẫn là giấc mơ xa vời đối với bóng đá Đông Nam Á. Diễn tiến loạt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 cho thấy là không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn nhận định bảng G là một bảng đấu hấp dẫn và khó lường. Trên lý thuyết thì đội Việt Nam sẽ có hai con đường ở tại bảng G. Đầu tiên là kết thúc vòng loại ở vị trí đầu bảng. Mục tiêu này dù khó nhưng không phải là không làm được. Trong trường hợp mà thất bại trong những nỗ lực để chiếm ngôi đầu bảng, thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải dốc sức để giành vị trí thứ nhì, qua đó có hy vọng để giành được một trong 4 chiếc vé vớt đi tiếp vào vòng sau. Giới chuyên môn nhận định cục diện bảng G sẽ rất khốc liệt, khó lường, chẳng khác nào giữa thập diện mai phục.
Nguyên nhân xuất phát từ tính chất căng thẳng, thù địch của các trận derby khu vực Đông Nam Á giữa 4 đội ngang bằng về đẳng cấp gồm có Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Kết quả lượt trận đầu tiên cũng phần nào nói lên sự kịch tính của bảng đấu này. Thái Lan cưa điểm với Việt Nam, trong khi Malaysia thì vượt qua chủ nhà Indonesia sau màn rượt đuổi tỷ số đến 5 bàn thắng. Trong các cặp đấu nội bộ giữa 4 đội khối ASEAN, giành phần thắng đã khó, qua được đối thủ với tỷ số cách biệt là gần như là không tưởng. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở để cho rằng đội nhì bảng G sẽ gặp rất nhiều bất lợi nếu phải so sánh chỉ số phụ với 7 bảng đấu khác. Như vậy, triển vọng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại bảng G sẽ như thế nào? Trước hết, cần phải đề cập đến việc đội tuyển Việt Nam hưởng lợi từ lịch thi đấu tại bảng G. Sau trận đại chiến với Thái Lan thì chúng ta được nghỉ lượt trận thứ 2, mà lúc này thời gian lại là cứu cánh đối với phù thủy Park Hang-seo, bởi nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với tình trạng chấn thương và quá tải. Không thi đấu lượt trận thứ 2 và có hơn một tháng để chuẩn bị sẽ giải quyết nhiều bài toán khó cho đội tuyển Việt Nam. Thầy Park và cộng sự có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lối chơi, lực lượng của Malaysia, Indonesia và đề ra cách ứng phó hiệu quả trước hai đối thủ vô cùng khó chơi này vào tháng 10. Chưa hết, quãng thời gian hơn 4 tuần còn lại sẽ góp phần giúp cho các tuyển thủ bị chấn thương, quá tải, kịp hồi phục và lấy lại phong độ đỉnh cao. Đến thời điểm quyết đấu với Malaysia và Indonesia, có thể tin rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đạt trạng thái tốt hơn trận gặp Thái Lan cả về tinh thần lẫn thể lực. Chạm trán Malaysia và Indonesia sẽ là bước ngoặt lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Chỉ đạt được một điểm trong trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng. Vì vậy, nếu muốn khẳng định tham vọng, Rồng Vàng cần phải vượt qua Malaysia vào ngày 10 tháng 10 trên sân nhà Mỹ Đình. Dường như may mắn tiếp tục song hành với phù thủy Park Hang-seo, do nhiều khả năng Indonesia sẽ nhận án cấm thi đấu ở trên sân nhà, buộc phải lựa chọn một sân trung lập hoặc một sân không có khán giả sau khi đã để các hooligan tấn công cổ động viên Malaysia ở lượt trận vừa qua vào ngày 5 tháng 9. Dù phán quyết cuối cùng của FIFA sẽ như thế nào, thì đội tuyển Việt Nam cần phải đảm bảo đạt được ít nhất một điểm trước Indonesia mới có thể nuôi hy vọng cạnh tranh xuất đi tiếp. Suy cho cùng thì mỗi trận đấu tại bảng G đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn hơn một trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam phải dốc hết vốn liếng nếu muốn lần đầu tiên ghi dấu ấn lịch sử tại vòng loại World Cup 2022. Như vậy thì ứng cử viên số 1 của bảng G là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đội bóng Tây Á đã lọt vào top 4 Asian Cup 2019. Họ vẫn chưa ra quân, nhưng kết quả ở lượt trận đầu tiên giữa 4 đại diện Đông Nam Á cho thấy là cuộc cạnh tranh ở bảng đấu AFF Cup thu nhỏ này rất khắc nghiệt. Không phải là một bảng có trình độ chuyên môn quá mạnh so với toàn cục, nhưng nó lại quá khó. Ngoài 8 đội đầu bảng thì 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Và con số này sẽ là 5 đội nhì nếu như chủ nhà của World Cup 2022 là Qatar lọt vào một trong hai đội đầu bảng E. Với tương quan trình độ cân bằng ở bảng G thì đặc biệt là giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ rất khó có được những chiến thắng cách biệt để đội về nhì bảng có ưu thế về hiệu số so sánh so với các đội nhì bảng khác. Trong khi đó, tại các bảng còn lại đều có 1 đến 2 đội lót đường. Ví dụ như bảng A thì có Maldives và đảo Guam, rõ ràng là vật tế thần cho Trung Quốc và Syria. Bảng B thì Đài Loan và Nepal trước Jordan và Australia. Bảng C thì Hồng Kông và Campuchia dưới cơ hoàn toàn so với Iran, Iraq và Bahrain. Bảng D là Palestine và Yemen trước Ả Rập Xê Út và Uzbekistan. Bảng E thì Afghanistan và Bangladesh sẽ là kho điểm cho Qatar và Oman khai thác. Các đội nhì bảng A, B, C, D, E hoàn toàn có cơ hội tích lũy được 18 điểm, tức là 6 trận thắng trước 3 đối thủ xếp dưới. Đội nhì bảng F và bảng H dù khó hơn đôi chút nhưng chí ít là họ cũng cầm chắc 6 điểm từ hai trận gặp đội yếu nhất bảng là Mông Cổ và Sri Lanka. Do vậy, nếu không vượt mặt được UAE để lấy ngôi đầu bảng thì cơ hội đi tiếp của 4 đội bóng Đông Nam Á ở bảng G là không hề dễ dàng. Ngay từ lúc này,
sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là nguồn động lực rất tốt để cho đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt trước các đối thủ ở bảng G. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.